Câu 165, what is indicated? Cái điều gì thì được chỉ ra về Wembley Hotel. Vậy theo em từ khóa là từ nào? À, Wembley Hotel phải không? Nhưng nếu em để ý thì em thấy cái từ Wembley Hotel nó nằm ở trên tựa bài của bài đọc này luôn. Vậy rất có khả năng là cái bài đọc này á toàn nói về Wembley Hotel thôi. Nếu chúng ta dò từ khóa Wembley Hotel sẽ rất là khó ra, bởi vì chúng ta phải dò hết cả bài. Em hiểu không? Cái đó chúng ta sẽ đối với dạng này á, sẽ đọc từng đáp án và dò thông tin từng đáp án ở trên bài đọc hay em ha. Bây giờ chúng ta cùng dò câu A trước nha. Câu A nè, it charges a fee, có nghĩa là nó tính một cái phí ha. Nó tính một cái phí để mà use, sử dụng business center. Vậy từ khóa ở trong câu này là từ charge a fee và business center, phải không em? Rồi, thì bây giờ chúng ta cùng dò từ đầu xem chỗ nào có business center và phí thì chúng ta dừng lại ha. Câu số 1 có business center không em? À có, đây nè. Đây business center ha. Vậy chúng ta dịch thử câu này nha. Đây, cảm ơn vì đã visit đến cái business center ở đây nè, tại Wembley Hotel, Chicago. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ found, nhận thấy service, dịch vụ của chúng tôi và facilities là các cơ sở vật chất đem. Satisfactory là hài lòng, có nghĩa là bạn sẽ nhận thấy hài lòng về cái dịch vụ và cơ sở vật chất của chúng tôi ha. Rồi, và nhận thấy rằng our staff, nhân viên của chúng tôi assist là hỗ trợ bạn tất cả cái yêu cầu của bạn ha. Needs là nhu cầu hay là yêu cầu. To help us improve, để mà giúp chúng tôi cải thiện quality, chất lượng của service, dịch vụ của chúng tôi đó. Thì chúng tôi kindly ask, nhờ tất cả các guests, vị khách, take a few moments, dành ra một chút thời gian để mà fill out, điền thông tin vào cái short questionnaire, là cái bản hỏi ngắn này. Once, một khi mà nó được hoàn tất đó, một khi nó được hoàn tất, chính là cái bản hỏi được hoàn tất, thì hãy đơn giản là hand it to, đưa nó cho nhân viên business center. Those, những ai mà làm như vậy đó, có nghĩa là những ai mà làm khảo sát ha và nộp về đó, thì sẽ be entitled, được quyền take advantage, tận dụng. Rồi mình có cái chỗ này là free of charge, là nó liên quan đến phí nè, phải không em? Bây giờ chúng ta dịch lại nha. Nếu ai mà làm như vậy, có nghĩa là làm khảo sát và nộp lại đó, thì sẽ được quyền take advantage, tận dụng free of charge, miễn phí cái business center facility, cái cơ sở vật chất trong business center, tại bất kỳ cái Wembley Hotel nào trong cái lần đến tiếp theo của họ. Vậy khi em đọc đến đây thì em thấy câu A có đúng không? Là nó sẽ tính phí để mà sử dụng business center, nó có tính phí không em? À, có chứ phải không? Bình thường nó vẫn tính phí. Nó chỉ free of charge, là miễn phí cho những ai làm khảo sát và nộp lại thôi, và chỉ miễn phí trong cái lần đến tiếp theo của họ thôi em. Còn bình thường thì nó vẫn tính phí, được không nào? Vậy đáp án chính là câu A ha. Khi có đáp án rồi thì chúng ta không cần phải dịch những cái câu còn lại nữa ha. Câu 166, what did Mr. Good, ông Good á, thì gặp difficulty, gặp khó khăn với cái gì? Rồi, vậy theo em từ khóa là từ nào? À, khó khăn phải không nào? Một lát chúng ta dò xem chỗ nào có nói về khó khăn ha. Bây giờ chúng ta đọc đáp án trước nha. Câu A, inoperable phone system. Phone system là hệ thống điện thoại nè. Inoperable, mình có từ operates đây. Operates là hoạt động, em còn nhớ không? Mình có cái tiền tố in là không ha. Inoperates là không hoạt động. Able là cái đuôi có thể đó, có nghĩa là không thể hoạt động. Cứ dịch lại câu A ha. Là hệ thống điện thoại thì không thể hoạt động, nghĩa là không có sử dụng được á. Coi câu B ha. Câu B, device là thiết bị. Malfunction, malfunction là gặp trục trặc hay là gặp sự cố ha. Chỗ này malfunction là động từ đó em, thêm in vào thành tính từ ha. Malfunctioning device là một cái thiết bị nó gặp trục trặc, gặp sự cố. Câu C, cái venue, một cái venue là một cái địa điểm hay một cái nơi, một cái chỗ ha, một cái địa điểm meeting họp á, bị occupied là bị chiếm rồi. Bị chiếm có nghĩa là bị thuê rồi, được thuê trước rồi ha. Câu D, a poor internet connection, cái này em biết rồi phải không nào, kết nối internet không có tốt. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò xem chỗ nào ha. Nói về khó khăn nè, nhưng mà đầu tiên xuất hiện tên Good, em phải tìm coi cái ông Good này là ai nè. Rồi em nhìn ở bài đọc nè, đây ông Good nằm ở đây phải không em? James Good. Rồi vậy thì James Good chính là người đang làm khảo sát phải không em? Em thấy những câu hỏi không? Đây là những câu hỏi nè đó, thì ông Good là người đang làm khảo sát.
Rồi em nắm thông tin như vậy ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem chỗ nào nói về khó khăn mà ông Good gặp phải nè. Vậy thì chắc chắn chúng ta phải dò từ các câu hỏi trở xuống rồi, vì đó là cái thông tin mà ông Good điền không em. Rồi câu đầu tiên thử nha. Mục đích bạn đến Chicago để làm gì phải không? Họp kinh doanh với khách hàng không phải nè. Câu hỏi thứ hai là gì? Bạn sử dụng Business Center để làm gì? Ông này nói là để print out, để in một số hợp đồng. À, cũng không có gì khó khăn hết phải không em? Bây giờ thử câu số 3 đi. How could we improve our facilities? Làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện cơ sở vật chất của chúng tôi? Rất có khả năng câu đáp án nằm ở chỗ này. Bởi vì cái cải thiện đem improve, cải thiện, nếu mà chưa tốt thì mới cải thiện phải không nào? Thì bây giờ chúng ta dịch thử chỗ này nha. The printer, cái máy á, cái máy in á mà bạn have, bạn có đó, thì doesn't work, thì không có hoạt động very well, là không có hoạt động tốt. It printed, đây, nó in slowly, một cách rất là chậm chạp, và sometimes, thỉnh thoảng stop, dừng lại, altogether, hoàn toàn luôn, dừng hoàn toàn, dừng hẳn luôn. I think purchasing, tôi nghĩ rằng cái việc mua một cái mới là helpful, là có ích, là giúp ích. Vậy thì em ơi, vậy thì ông ta gặp khó khăn với cái gì vậy em? Với cái máy in phải không nào? Máy in nó in chậm, và thỉnh thoảng nó ngừng, nó không hoạt động. Vậy thì theo em là câu nào ha? Đáp án chính là câu B phải không nào? Câu B, malfunctioning device, một cái thiết bị nó gặp trục trặc, gặp sự cố ha. Còn câu A đâu có nói gì đến hệ thống gọi điện thoại đâu. Câu C không có nói đến phòng họp luôn. Câu D không có nói đến internet connection luôn. Đáp án là câu B, được không nào? Câu 167, cái nào sau đây không được mention, đề cập về ông Good? Rồi, thông tin của ông Good là từ câu hỏi trở xuống, em còn nhớ không? Và đây là dạng câu hỏi loại trừ ha. Chúng ta sẽ đọc từng đáp án và dò từng đáp án nha. Câu A nè em. Ông ta đó đi đến travel to, là đi đến Chicago on business, là để công tác đó. Ông ta đi đến Chicago để công tác, có phải không em? Giờ thử xem. Đó là câu hỏi số mấy em còn nhớ không? Câu hỏi số 1 ha, là mục đích của ông ta đi đến Chicago là làm gì nè? Ông ta nói là gặp gỡ, hẹn gặp những cái cuộc họp kinh doanh với khách hàng, phải không nào? Những cái cuộc gặp gỡ kinh doanh với khách hàng. Vậy ông ta đi on business, đi công tác đúng không em? Đúng phải không nào? Bây giờ thử nha, câu B nha. Ông ta please, hài lòng với nhân viên. Vậy thêm từ khóa là từ này có dễ dò nhân viên phải không? Chúng ta dò chỗ nào sẽ nói về nhân viên nha. Lúc nãy câu hỏi số 2 là không có nhân viên, em nhớ không? Câu hỏi số 3 là về cái máy in, cũng không có nhân viên luôn. Thì chắc chắn là câu hỏi cuối cùng rồi, em dò câu hỏi cuối cùng thử xem. How was the service? Đây, dịch vụ mà bạn nhận được thì như thế nào? Your staff, em thấy từ staff chưa? Đây, cái nhân viên của bạn á, Erin Miners, thì rất là friendly, thân thiện và assist, đã hỗ trợ tôi với cái máy in. Cái dịch vụ thì rất là tuyệt vời. Vậy ông ta có hài lòng với lại nhân viên không em? Có ha. Vậy câu C tiếp đi nào, câu C. Ông ta đã print out, in ra một vài tài liệu. Em nhớ câu hỏi nào mà có in ấn tài liệu không? Em dò lại coi. Câu số 1 là không phải đây này. Câu số 2, em từng nhớ không? Số 2 nè. What did you use business center for? Bạn sử dụng business center để làm gì? Ông trả lời là gì nào? I print out, tôi in ra một vài cái contracts, là hợp đồng. Còn câu C nó là gì em? Ông ta in ra một vài cái documents, là tài liệu hay là giấy tờ đó. Mà contracts, hợp đồng có phải là tài liệu giấy tờ không em? Chính xác ha. Vậy câu C có không? Có luôn. Vậy chắc chắn câu nào không đề cập? Câu D rồi, được không nào? Câu D là anh ta recommend, giới thiệu cái khách sạn cho đồng nghiệp. Không có phải không nào? Rồi bây giờ cùng dịch lại từ đầu về hệ thống, là những từ quan trọng được highlight cùng với cô ha. Wembley Hotel Chicago, cảm ơn vì đã đến our business center. Mình có cái từ là business center, có nghĩa là trung tâm dịch vụ văn phòng đó em, hay chuyên ngành chúng ta gọi là trung tâm thương vụ ha. Thì cái trung tâm này sẽ cung cấp những cái dịch vụ mà liên quan đến cái công việc văn phòng, ví dụ như là dịch thuật nè, đánh máy nè, soạn thảo văn bản, photocopy, hoặc là dịch vụ cho gọi điện thoại, cho sử dụng mạng internet, hoặc có thể họ sẽ đặt vé máy bay giùm khách hàng nữa, thì cái đó gọi là business center, được không nào? Rồi, tại cái Wembley Hotel Chicago, chúng tôi hy vọng rằng bạn, ở đây mình có một cái công thức là found là cột 2 của từ find em ha, find. Rồi, động từ cột 2 của từ find ha. Find cộng object, cái này là object nè em, sẽ cộng với tính từ ha. Rồi, đây là object, còn satisfactory á, là tính từ. Vậy chúng ta dịch là nhận thấy cái điều gì đó nó như thế nào ha. Trên đây có dịch found, nhận thấy. Dịch vụ, service là dịch vụ nè. Facilities là cơ sở vật chất, em còn nhớ không? Cơ sở vật chất. Satisfactory là tính từ, có nghĩa là hài lòng. Động từ của nó là satisfied em.
Concerted Saturday là tính từ ha. Vậy thì find cộng object sẽ cộng với tính từ nhận thấy điều gì đó như thế nào. Ghi dịch lại cả câu nha. Chúng tôi hy vọng bạn thấy, nhận thấy cái dịch vụ và cơ sở vật chất của chúng tôi satisfactory, hài lòng. Và bạn cũng nhận thấy rằng our staff, nhân viên của chúng tôi thì mình có một cái cụm là assist somebody with something. Đây, một cái công thức nữa hai em ha. Assist somebody with something có nghĩa là hỗ trợ ai làm điều gì đó. Rồi cô dịch lại nha. Nhân viên của chúng tôi đã hỗ trợ bạn với tất cả những cái yêu cầu của bạn, những cái nhu cầu của bạn, được không nào? Assist somebody with something. Tiếp ha, to help, để mà giúp chúng tôi improve, cải thiện quality, là chất lượng của dịch vụ chúng tôi đó. Thì chúng tôi kindly ask, là nhờ tất cả những cái guest, vị khách, take a few moments, dành ra một chút thời gian để fill out, điền thông tin vào cái questionnaire, điền thông tin vào cái bản hỏi khảo sát ngắn này. Once là một khi nó completed là được hoàn tất đó, thì đơn giản là hand it to, mình có cụm là hand to, nó sẽ bằng với lại give to đó em, give to ha, đưa cho ai cái gì ha, give to là đưa cho, hay đơn giản là hãy đưa nó cho nhân viên ở cái trung tâm thương vụ, được không nào? Those, những ai mà làm như vậy đó sẽ be entitled to, có nghĩa là được quyền ha, be entitled to, được quyền, thì sẽ được quyền take advantage of, là tận dụng cái gì đó ha. Take advantage of có hai nghĩa, thứ nhất là tận dụng hoặc là lợi dụng. Tích cực thì có nghĩa là tận dụng, còn tiêu cực có nghĩa là lợi dụng. Chỗ này mình dịch là tích cực đem là tận dụng ha, thì được quyền tận dụng free of charge là miễn phí cái business center facility, cái cơ sở vật chất của cái trung tâm thương vụ này tại bất kỳ cái điểm khách sạn One Play nào. Upon, mình có từ upon có nghĩa là trong lúc ha, trong lúc trong cái lần đến tiếp theo của họ, được không nào? Upon. What was the purpose? Purpose là mục đích ha. Mục đích của cái lần đến Chicago của bạn là gì? Business meeting là những cái cuộc gặp gỡ kinh doanh với lại khách hàng ha. Những cái cuộc gặp gỡ làm ăn với lại clients, khách hàng đây. What did you use business center for? Bạn sử dụng cái trung tâm thương vụ này để làm gì? Ông ta nói là tôi sử dụng để mà in ấn ra ha, print out một vài cái contracts là tài liệu và thực hiện một cái cuộc gọi hội nghị nè, conference là hội nghị đấy, cuộc gọi hội nghị ha, conference, và đã sử dụng wifi luôn. Câu hỏi số 3 nào, how could we improve our facilities? Làm thế nào chúng tôi có thể cải thiện cơ sở vật chất của chúng tôi? Thì ông này trả lời là gì? The printer, cái máy in của bạn á, thì không có work. Thường thường chúng ta gặp động từ work có nghĩa là làm việc, nhưng đối với máy móc á, thì chúng ta dịch là hoạt động ha. Cái máy in này nó không có hoạt động well, tốt. Nó print, nó in ấn rất là chậm, slowly, một cách chậm ha. Sometimes, thỉnh thoảng nó ngừng luôn. Và mình có từ altogether có nghĩa là hoàn toàn. Thỉnh thoảng nó ngừng hoàn toàn luôn, là nó ngừng hẳn luôn đó. Altogether là như vậy hay em ha. Rồi, tôi nghĩ rằng cái việc purchase là gì em nhớ không? Việc mua một cái mới có lẽ là sẽ giúp ích ha, helpful. How was the service? Cái dịch vụ mà bạn đã nhận được á, thì nó như thế nào? Your staff member, thành viên, nhân viên của bạn, Erin Miners, thì rất là friendly, là thân thiện. Và assist somebody with something, em thấy chưa? Hỗ trợ tôi với cái máy in được không nào? Service, cái dịch vụ thì excellent, là tuyệt vời. Rồi, ký tên James Kidd, số điện thoại và email. Rồi, chúng ta cùng xuống ở phía dưới nha. Câu hỏi có những cái từ highlight nè. Câu ai đây em? Có cái cụm là charge a fee, có nghĩa là tính phí ha. Fee là phí đây em ha. Có nghĩa là nó tính phí sử dụng cái business center. Còn câu B mình có từ branch là chi nhánh. Chi nhánh nè, có nghĩa là nó có chi nhánh được tọa lạc ở nhiều đất nước khác nhau ha. Chi nhánh branch. Câu 166 thì câu A mình có từ inoperable. Lúc nãy cô nói rồi, có nghĩa là không có thể hoạt động ha. Không thể hoạt động. Cái hệ thống điện thoại thì không thể hoạt động, có nghĩa là không sử dụng được đó. Rồi câu B mình có từ malfunction, có nghĩa là gặp trục trặc hay là gặp sự cố ha. Trục trặc hay là sự cố, gặp sự cố. Malfunction là động từ, malfunctioning thêm in vào là tính từ em ha. Cái thiết bị gặp trục trặc, gặp sự cố. Rồi câu C mình có từ occupy là chiếm giữ ha. Occupy, chiếm giữ. Nhưng mà đối với cái lĩnh vực như là bất động sản, về phòng, về đất, về tòa nhà đó, thì occupy có nghĩa là được thuê rồi. Ví dụ như một căn phòng mà được occupy rồi, có nghĩa là được chiếm rồi, là được thuê rồi ha. Rồi câu 167, câu A mình có từ travel to. Thường thường mình thấy từ travel thì có nhiều bạn dịch là du lịch, nhưng ngoài cái nghĩa du lịch, cái từ travel to có nghĩa là đi lại nữa, đi lại đến nào đó ha.
chỗ này có nghĩa là anh ta đi đến Chicago để mà công tác. Rồi, câu B thì mình có cái cụm là pleased with, là hài lòng với gì đó nha em. Pleased with. Câu B là anh ta hài lòng với một thành viên nhân viên, được không nào? Câu 168, what is stated? Cái điều gì được nói về letter fans? Và từ khóa chính là từ letter fans. Trước khi vào từ khóa, chúng ta sẽ đọc bản án trước nha em. Câu A, it had lower sales. Sales là doanh số, lower là thấp hơn ha. Nó có doanh số thấp hơn những cái album previous trước đây của ông Martin. Câu B, nó rank, được xếp hạng đó em. Nó xếp hạng highly là hạng cao ở một vài cái charts, bảng xếp hạng trong một khoảng thời gian. Câu C, nó consists of, nó bao gồm recordings, những cái bản thu âm với other artists, những cái nghệ sĩ khác. Câu D, nó được produce, được sản xuất tại một cái recording studio, là phòng thu âm đó em, ở Paris. Rồi bây giờ chúng ta xem từ khóa nó nằm ở đâu nha. À, ở đoạn số 1, dòng thứ 3 phải không em? Có từ lot of fans. Bây giờ chúng ta đọc câu chứa cái từ này nha. Bắt đầu từ his nè, his last album. À, cái album trước của anh ta, Lady Fans, được đặt tên theo một cái business district, một cái quận thương mại ở Paris ha. Đã bán được hơn 1 triệu copies, 1 triệu bản, và vẫn còn listed, vẫn còn được liệt kê ở cái hàng top, là hàng dẫn đầu đó, của những cái bảng xếp hạng âm nhạc nam music charts, sau khi being there, ở đó được 6 tuần rồi. Có nghĩa là sau khi đã ở những cái bảng xếp hạng được 6 tuần nhưng nó vẫn còn được liệt kê ở trên cái hàng top, cái hàng dẫn đầu, được không nào? Rồi vậy thì khi mà em đọc đến đây rồi thì em thấy, em nhìn xuống đi, đáp án là câu gì ha? ABCD đáp án là câu B phải không em? Đây, nó được rank, được xếp hạng highly, hạng cao ở một vài cái bảng xếp hạng trong một khoảng thời gian. Ở đây nó không có dùng xếp hạng cao, nhưng nó dùng từ gì em? Listed at the top nè, được liệt kê tại cái hàng dẫn đầu phải không nào? Và có gì nữa? A period of time, một khoảng thời gian ở đây chính là 6 weeks nè, phải không nào? Vậy đáp án chỉ có thể là câu B thôi ha. Câu 169, what is implied? Cái điều gì được nói về ông Martin? Vậy từ khóa chính là Mr. Martin, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta đọc bộ đáp án trước khi vào từ khóa nha. Câu A, ông ta host, tổ chức cái talk show, cái chương trình nói chuyện được quay hình của riêng anh ta trong một thời gian, phải không nào? Câu B, anh ta built, xây dựng một cái recording studio, một cái phòng thu á, gần nhà của ông ta ở Colorado. Câu C, ông ta không có perform, trình diễn trước công chúng trong 3 năm. Anh ta đã không có trình diễn trước công chúng đây, ở những nơi công cộng trong 3 năm ha. Câu D, ông ta produce, đã sản xuất một cái album best selling, bán chạy nhất cho James Noel. Ok, và bây giờ chúng ta dò từ khóa là Martin nha. Martin nằm ở đâu vậy em? Từ đầu luôn nè. Ở đoạn đầu, câu đầu tiên chúng ta có từ Martin phải không em? Đây là Thierry Martin. Rồi bây giờ chúng ta cùng dịch nha. Nhanh nào. Thierry Martin đã từng là trong số những cái guitarist, là nghệ sĩ chơi guitar đó em, most admired, được hâm mộ nhất, và best known, nổi tiếng nhất in the world, trên thế giới. Rồi, những cái này là lúc nãy chúng ta đã dò rồi phải không em, và đã nói về cái tác phẩm Lady Fans chứ không có nói về anh ta nữa phải không? Thì chúng ta dò tiếp từ cái khúc là In Addition nha. In Addition, thêm vào đó thì he, anh ta, chính là Martin phải không nào? Anh ta được schedule, được sắp xếp, được lên lịch để mà contribute là đóng góp đen, đóng góp vào cái album, có nghĩa là góp phần, góp mặt, góp giọng vào cái album của several, một vài vocalist, là nghệ sĩ đạt giải thưởng, được không nào? Award winning là đạt giải thưởng ha. Chưa có cái gì để đáp án hết phải không em? Từ tiếp nào. Then 3 years ago, và rồi cách đây 3 năm. Rồi mình thấy đáp án câu C có 3 năm nè, phải không em? Câu C có 3 năm nè. Thì chúng ta dịch thử chỗ này nha. Và rồi cách đây 3 năm thì trong khi skiing trực tiếp, during, trong suốt holiday, cái kỳ nghỉ ở Colorado đó, thì ông ấy bị gãy cánh tay trái nè em. Anh ta đã cancel, hủy tất cả những cái buổi phỏng vấn được lên lịch trình, và appearance là sự xuất hiện, và had to, phải postpone, trì hoãn cái world tour, là cái tour lưu diễn thế giới. Impending là cái gì mình không biết thì mình ở đó ha. Cái tour lưu diễn thế giới của anh ta phải trì hoãn lại luôn.
fans, những cái người hâm mộ á, theo dõi cái progress, cái tiến trình của anh ta một cách anxiously, rất là lo lắng. As bởi vì anh ta recover, hồi phục rất là chậm, và dường như là anh ta đã từ bỏ việc chơi altogether, là hoàn toàn luôn, từ bỏ việc chơi hẳn luôn trong cái khoảng thời gian. Em dịch tiếp nè. But now, và bây giờ thì anh ta đã trở lại thực hiện những cái thu âm mới. Vậy thì em ơi, bây giờ anh ta mới trở lại. Vậy thì, và cách đây bị 3 năm á, thì bị gãy tay, phải không nào? Vậy theo em, đáp án là câu nào? Câu C có đúng không? Anh ta đã không trình diễn ở công chúng nè, được 3 năm rồi, phải không? Đáp án chính là câu C là chính xác, hai em ha. Câu 170, what is posted? Cái gì thì được đăng lên website của Martin. Vậy từ khóa chính là từ website time ha. Rồi trước khi chúng ta vào từ khóa, chúng ta đọc 4 đáp án trước nha. Câu A, tour schedule. Mình có từ schedule là lịch trình. Tour thì thường thường chúng ta gặp thì chúng ta dịch là tour du lịch. Nhưng mà đối với các nghệ sĩ thì ca sĩ đó em, thì tour là tour lưu diễn hay em ha. Rồi câu A là lịch trình lưu diễn của anh ta. Câu B, một cái bài hát bởi Carly Fee. Câu C, ways, những cái cách để mà liên hệ với agent, người đại diện của anh ta. Câu D, cái information, thông tin release là tung ra hay là phát hành ha, thông tin phát hành album. Rồi bây giờ chúng ta dò đi em, xem website nằm ở chỗ nào ha. Chúng ta dò tiếp thôi. Đoạn số 3, website nằm ở dòng thứ 2, phải không em? Cuối dòng thứ 2 và đầu dòng thứ 3 có từ website nè. Và chúng ta đọc cái câu chứa từ website nha. According to, theo như cái announcement, thông báo ở trên website của ông Martin á, thì his next album, cái album tiếp theo của anh ta tên là Normandy, sẽ được release, tung ra, được phát hành vào tháng 11 này bởi BBB, BBS Records. Vậy thì em, đáp án chính là câu gì? Câu D, phải không nào? Là thông tin phát hành của cái album là vào, nó sẽ được phát hành vào tháng 11 bởi BBS Records nè. Ok. Câu 171, how has Mr. Martin promote? Promote chính là quảng cáo hay là quảng bá em ha. Nó nói là bằng cách nào á, thì ông Martin quảng bá hay là quảng cáo cho cái album sắp tới của anh ta. Ok, vậy từ khóa chính là từ quảng cáo, quảng bá ha. Rồi bây giờ chúng ta đọc 4 đáp án trước nha. Câu A, bằng việc put out, đưa ra một cái bài hát in advance trước, đưa ra một bài hát trước ha. Câu B là perform, trình diễn những cái buổi hòa nhạc miễn phí, được không nào? Câu C, bằng việc được phỏng vấn bởi journalist, là nhà báo, có nghĩa là cho nhà báo phỏng vấn ha. Rồi câu D, bằng việc viết về nó trên cái blog âm nhạc của anh ta. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem chỗ nào có quảng cáo nha em nha. Mình dò tiếp xem dòng tiếp theo đoạn 3 có không em? Có về quảng cáo không? Không có, phải không nào? Chúng ta vào đoạn cuối cùng nha. Và thường thường câu hỏi cuối cùng là nằm thông tin ở cái đoạn cuối cùng đó em. Nè. Chúng ta thấy từ build excitement, em thấy từ này không? Ok, build là xây dựng hay là gây dựng, excitement là sự hào hứng, cái sự thích thú. Để mà xây dựng cái sự hào hứng, thích thú cho Normandy, mà Normandy chính là tên của cái his album. Em thấy em nhớ không? Ở trên này nè, đó, lúc nãy chúng ta có dò đó, his next album Normandy nè. Rồi, để xây dựng cái sự thích thú, cái sự hào hứng cho cái album này, có nghĩa là để quảng bá, quảng cáo cho nó, đúng rồi, phải không nào? Rồi, Martin đã release, đã tung ra hay là đã phát hành một cái single. Single, thường thường em xem á, ca nhạc thì một cái single chính là một cái bài hát, phải không nào? Đã tung ra, đã phát hành ra một cái bài hát đầu tiên từ cái album đó. Rồi, vậy thôi em, đáp án là câu nào? ABCD câu nào? Chính là câu A ha, là đưa ra một bài hát in advance trước. Và chúng ta để ý là khi mà ra đáp án á, thì nó sẽ xuất hiện những cái từ đồng nghĩa với những cái từ khóa ha. Ví dụ như là promote nè em, là quảng bá nè, quảng cáo nè. Thì chỗ này là build excitement nè, em thấy chưa? Ok, để ý ha. Rồi, ở trên này nó là single nè, em thấy chưa? Single ha. Single là một bài hát đó. Thì ở dưới này là một cái a song nè, được không nào? Rồi bây giờ cùng dịch lại với cô từ đầu bài này và học thật kỹ những từ highlight, những từ rất quan trọng nha em nha. After a long absence, mình có từ absence có nghĩa là sự vắng mặt đó em. Sự vắng mặt ha. Mình dịch là sau một cái thời gian vắng mặt lâu dài đó, thì Thierry Martin đã back, đã trở lại. Thierry Martin used to be, đã từng là among, trong số những cái guitarist, và những cái người nghệ sĩ chơi guitar đó em. Admire là ngưỡng mộ hay là hâm mộ ha, có nghĩa là những cái người nghệ sĩ được hâm mộ nhất. Và best known là nổi tiếng nhất, đúng không nào? In the world, trên thế giới.
His last album, cái album trước của anh ta đó, tên là Lord Defense. Name after là được đặt tên theo cái gì đó ha. Ví dụ như tên của tôi được name after, được đặt tên theo một cái loài hoa, thì có nghĩa là lấy tên loài hoa đó đặt cho tên của mình, được không nào? Cho nên là Lord Defense được đặt tên theo một cái quận business, thương mại hay là kinh doanh ở Paris, có nghĩa là lấy cái tên quận đó đó đặt tên cho cái album này, người ta gọi là name after, được không nào? Đã bán được hơn 1 triệu bản và vẫn còn được liệt kê ở cái hàng top, hàng đầu của những cái bảng xếp hạng âm nhạc ha, music charts, sau khi nó đã ở đó được 6 tuần. In addition, thêm vào đó đó thì anh ta đã được schedule, đã được xếp lịch, được sắp xếp, được lên lịch trình để mà contribute to có nghĩa là đóng góp vào, hay là chỗ này mình dịch là góp giọng vào á, góp mặt vào cái albums, những cái album của một vài cái vocalist là ca sĩ ha, những cái ca sĩ award winning là nhận được giải thưởng á, giành được giải thưởng, được không nào? Vocalist, ca sĩ. Then 3 years ago, và rồi cách đây 3 năm, trong khi skiing là trượt tuyết á, trong khi đang trượt tuyết trong suốt cái holidays, cái kỳ nghỉ tại Colorado, thì ông ta broke his left arm, bị gãy cánh tay trái, và anh ta đã cancel, hủy tất cả những cái interviews, những cái buổi phỏng vấn được schedule, lên lịch trình, và hủy appearance là cái sự xuất hiện luôn ha, appearance cái sự xuất hiện, động từ là appear, còn danh từ là appearance, sự xuất hiện ha, và had to, phải postpone là trì hoãn, nó bằng cái từ delay đấy, delay trì hoãn, trì hoãn ha, và phải trì hoãn cái tour lưu diễn thế giới, impending là sắp tới hay mà impending là sắp tới, những cái fans hâm mộ, những cái người hâm mộ á, follow, theo dõi cái tiến trình progress, tiến trình của anh ta một cách anxiously là lo lắng nè, một cách lo lắng ha. As chỗ này là bởi vì anh ta recover là hồi phục một cách rất là chậm, slowly là chậm ha. Và it seems like dường như là anh ta đã give up, từ bỏ cái việc playing, chơi guitar altogether là hoàn toàn, hoặc là dừng hẳn luôn, dừng chơi hoàn toàn, dừng hẳn for a time, trong cái khoảng thời gian ha. Right. But now, nhưng bây giờ thì anh ta đã back, trở lại và đang thực hiện những cái recordings, những cái bản thu âm mới. According to an announcement, theo như một cái thông báo ở trên website của Martin á, thì cái album sắp tới của anh ta là Normandy sẽ được release. Release có nghĩa là tung ra hay là phát hành. Đối với những cái như báo chí hay là album âm nhạc, chúng ta dịch là phát hành ha. Cái album tới sắp tới đó, Normandy, sẽ được phát hành vào tháng 11 bởi BBC Records, cái hãng này ha. Feature động từ có nghĩa là có, được không em? Chúng ta dịch là có ha. Có 20 bài hát và contributions. Contribution chính là danh từ của động từ contribute, chúng ta gặp ở bên đây nè. Contribute ha. Contribution là sự đóng góp hay là sự góp mặt. Và sự góp mặt bởi một vài vocalist, tại vì em còn nhớ không? Ca sĩ ha, famous, nổi tiếng, bao gồm British pop star, ngôi sao nhạc pop của Anh là Carly Fee nè, và American singer, ca sĩ Mỹ James Norwell. It's almost, nó hầu như certain, hiển nhiên, chắc chắn trở thành một cái best seller, là một cái sản phẩm bán chạy nhất em ha. Một cái sản phẩm bán chạy nhất, người ta gọi là best seller vào cái mùa lễ này. To build excitement, mình có excitement cũng như là sự hào hứng, sự thích thú ha, để gây dựng, để xây dựng cái sự hào hứng, thích thú cho Normandy, cái album này nè, thì Martin đã release, là gì em, phát hành hay là tung ra ha, một cái first single, cái bài hát đầu tiên, cái nhạc phẩm đầu tiên từ cái album đó, được không nào? Entitled có nghĩa là được đặt tựa đề ha, mình có được đặt tựa đề là Summer Score. Nó là một cái instrumental piece, một cái bản nhạc cụ 6 minutes, 6 phút. Incorporate có nghĩa là kết hợp với, hay mà incorporate kết hợp với nhạc rock nè. The popular music blog, cái blog âm nhạc nổi tiếng á, là MP3 Stream, đã gọi cái nhạc phẩm mới này là một trong những cái bản nhạc greatest, hay nhất của anh ta, có nghĩa là một trong những cái bản nhạc bất hủ của anh ta, hay nhất hay em ha. Rồi bây giờ chúng ta xuống dưới nha, có những cái từ vần ở dưới câu hỏi và có đáp án nè. Đây, câu 168, câu A chúng ta có từ sales. Sales chính là doanh số hay em ha, doanh số. Động từ mình bỏ S đi thì dịch là bán, nhưng mà sales có S vô là danh từ, là doanh số ha. Rồi câu B, rank.
có nghĩa là xếp hạng em, xếp hạng ha. Câu B có nghĩa là nó xếp hạng cao trên một số cái bảng xếp hạng trong một khoảng thời gian đó. Rồi, câu 169 mình có động từ host, có nghĩa là tổ chức ha. Từ này cũng hay gặp lắm, host, tổ chức. Và câu A của dịch là anh ta đã tổ chức cái buổi talk show, cái buổi nói chuyện được ghi hình cho riêng anh ta, được không nào? Rồi, câu C, perform. Động từ perform có nghĩa là trình diễn. Trình diễn ha, trình diễn. Danh từ của nó là performance, em đã gặp rồi đó, performance là buổi trình diễn ha. Danh từ performance là buổi trình diễn, còn động từ perform là trình diễn. Câu C là anh ta đã không có trình diễn trước công chúng trong 3 năm, được không nào? Câu 170, câu C chúng ta có từ agent. Agent nó bằng với từ representative, có nghĩa là người đại diện. Người đại diện ha, agent, representative, người đại diện. Câu C có nghĩa là những cái cách để mà liên hệ với người đại diện của anh ta. Thường thường ca sĩ thì sẽ có người đại diện thôi em ha. Rồi câu 171 chúng ta có từ promote trên câu hỏi nè. Promote có nghĩa là quảng cáo hay là quảng bá. Từ này hay gặp lắm ha. Quảng cáo, quảng bá. Cô dịch lại câu hỏi nha. Bằng cách nào thì ông Martin quảng bá cái album sắp tới của anh ta, được không nào? Rồi câu C mình có từ journalist là nhà báo ha. Journalist, nhà báo. Câu C là được phỏng vấn bởi các nhà báo đó em. Journalist. Rồi chúng ta bước sang bài đọc tiếp theo nha. Câu hỏi từ 172 đến 175. Câu 172, why is Mr. Walker? Tại sao ông Walker hỏi xin ý kiến? Vậy từ khóa chính là ông Walker ha. Rồi, trước khi vào từ khóa chúng ta đọc bản án trước nha. Câu A, a department. Department là một cái phòng ban trong công ty đó em. Một cái phòng ban thì prepare, đang chuẩn bị để mà train, đào tạo. New employees, nhân viên mới. Câu B, a committee. Committee là ủy ban. Ủy ban thì đã được yêu cầu để mà review, xem xét một cái danh sách. Applicants là của những người ứng tuyển đó, những người nộp đơn ứng tuyển ha. Câu C, một cái công ty á, thì đang have trouble, gặp vấn đề trong việc, gặp vấn đề, gặp khó khăn trong việc finding, tìm kiếm những cái personnel là nhân sự qualified, là nhân sự giỏi, nhân sự có trình độ ha. Câu D, a team, một cái đội á, đã được trao cho một cái nhiệm vụ là phát triển một cái website. Rồi, vậy bây giờ chúng ta dò tìm xem ông Walker thì ở tin nhắn số bao nhiêu ha. Bây giờ em nhìn nè, tin nhắn đầu tiên luôn 4:45 là có ông Walker rồi, phải không em? Rồi chúng ta cùng đọc tin nhắn này nha. Ravenco thì đang phát triển faster, nhanh hơn chúng ta imagine, tưởng tượng. Và although, mặc dù chúng ta đã nhận được resume là những cái hồ sơ hay là CV lý lịch đó, all the time, mọi lúc. Nhưng mà majority, cái phần lớn đó, applicants của những người nộp đơn, những người ứng tuyển thì không có seem dường như appropriate là phù hợp. Không có dường như phù hợp có nghĩa là dường như không có phù hợp for our needs, đối với nhu cầu của chúng ta. Vậy thì khi dịch đến đây thì em xem đáp án là câu nào ha? Nó đang nói về chuyện tuyển dụng phải không em? Phải không? Ok, vậy đáp án chính là câu câu C ha. Một cái công ty thì đang gặp vấn đề trong việc tìm kiếm các personnel, nhân sự qualified, có trình độ hay là nhân sự giỏi, được không nào? Rồi, tại vì câu này nó nói là gì nào? Đây, nhận được rất là nhiều resume, sơ yếu lý lịch hay là hồ sơ, nhưng mà phần lớn những người này thì không có phù hợp với nhu cầu. Câu 173, cái nào thì không được đề cập về Ravenco. Đây là dạng câu hỏi loại trừ phải không em? Not, cái nào sau đây không được đề cập về ha. Vậy đối với dạng câu hỏi loại trừ, chúng ta đọc từng đáp án và dò từng đáp án, được không nào? Câu A trước đi em. Nó đã try to, cố gắng để mà recruit, tuyển dụng nhân sự mới nè, nhân viên mới nè, tại job fairs, hội chợ việc làm. Vậy từ khóa là gì em? Là recruit, tuyển dụng tại job fairs, đúng không? Thì bây giờ chúng ta dò xem có chỗ nào nói về job fair không ha. Đây, tin nhắn lúc 4:45 mình dò rồi, mình dò tiếp theo ha. 4:46, dòng thứ nhất có job fair không em? Không có. Dòng thứ hai có không? Đây, dòng thứ hai có từ job fairs. Vậy chúng ta dịch cái câu trước cái từ job fairs nha. Chúng ta đã nè em, have a ba ha, đã tham gia vào cái hội chợ việc làm in the past, trong quá khứ. Nhưng cái vấn đề đó chính là hầu hết những người tại những cái source of events, cái loại sự kiện như vậy đó, thì recent chỉ mới là những người vừa mới tốt nghiệp thôi ha. Recent graduates là những người vừa mới tốt nghiệp đó em. Rồi vậy thì em xem lại coi. Câu 173A, nó đã từng cố gắng tuyển dụng nhân viên mới tại job fairs, có không em? Có ha. Vậy đáp câu B thử xem, câu B nào.
It is experiencing, nó đang trải qua một cái sự phát triển rapid là nhanh at the present time, tại thời điểm hiện tại. Lúc này chúng ta có giò ở trên câu số 172 rồi, phải không em? Rồi, em còn nhớ không? Đây nè, Ravenclaw thì đang phát triển nhanh hơn là chúng ta có thể tưởng tượng, đã từng tưởng tượng, phải không nào? Vậy thì câu B được không? Câu B được, phải không nào? Rồi, tiếp nha, câu C. Câu C là gì đây? It recently, nó gần đây stop, ngừng running a job advertisement, ngừng chạy quảng cáo công việc rồi, quảng cáo tuyển dụng việc làm rồi. Vậy theo em từ khóa là từ nào? Job advertisement, phải không nào? Job advertisement. Và bây giờ chúng ta dò xem có chỗ nào nói về chạy quảng cáo tuyển dụng không nha. Rồi, chúng ta dò tiếp nè. Tin nhắn lúc 4:47 có job advertisement không em? Dòng thứ nhất không có nè. Dòng thứ hai cũng không có. Dòng thứ ba cũng không có ha. Tin nhắn lúc 4:49 đi em xem có job advertisement không. Không có, phải không nào? Rồi, câu 1 lúc 4:50 đi. Có job advertisement không? Có quảng cáo tuyển dụng việc làm không? Cũng không có luôn, phải không em? 4:51 cũng không có. 4:52 em giờ nhanh xem có không. Không có, phải không nào? Rồi, 4:54 có job advertisement không? Cũng không có luôn. 4:55 cũng không có luôn. 4:57 cũng không có luôn. Vậy thì rất có khả năng đáp án chính là câu C, phải không nào? Nhưng mà để cho chắc thì chúng ta dò thử câu D nha. Nó có nhiều hơn một office location, nó có nhiều hơn một địa điểm văn phòng. Em dò xem phải không? Rồi, vậy từ khóa chính là văn phòng ha. Mình dò xem có bao nhiêu văn phòng. Rồi, nếu mà bạn nào lúc nãy giờ kỹ á, thì em sẽ để ý là lúc tin nhắn lúc 4:52 á, sẽ có nè, có headquarters nè, em thấy chưa? Headquarters là trụ sở chính nè, thì nó nói về văn phòng á. Chúng ta dịch câu này nha, chúng ta có thể hold, tổ chức một cái open house. Open house là gì mình không biết thì mình để đó ha. Chúng ta có thể tổ chức một cái open house, hoặc là ở đây tại trụ sở chính headquarters, hoặc là tại Peloton branch, cái chi nhánh Peloton á. Ok, vậy thì khi đọc câu này thì em thấy á, là nó có văn phòng ở mấy địa điểm? Trụ sở chính nè, phải không? Tại đây là một cái nè, và cái branch thêm một cái nữa là hai cái, phải không? Vậy em nhìn lại câu đi đi. Câu đi nó nói là gì đây? Nó có nhiều hơn một địa điểm văn phòng, đúng không em? Nó đúng ha, nãy mình tìm có hai cái lần mà. Vậy đáp án chắc chắn là câu C. Câu 174. Vào lúc 4:50 phút á, thì bà Page có ý là gì khi mà viết there's just one thing? Chỉ có duy nhất một điều thôi. There's just one thing. Rồi, đối với dạng này chúng ta đọc bộ đoán trước nha. Câu A, bà ta believes, bà ta tin rằng chỉ có một cách duy nhất để mà deal with, giải quyết cái việc thiếu hụt applicants là người ứng tuyển, không nào? Câu B, bà ta not sure, không có chắc rằng people, người ta đó, sẽ interested in, quan tâm đến cái position, cái vị trí tuyển dụng. Câu C, bà ta thinks that, bà ta nghĩ rằng candidates là ứng cử viên đó, thì nên phải fulfill, đáp ứng được một cái condition, điều kiện nhất định nào đó ha. Câu D, bà ta không có fully agree, hoàn toàn đồng ý với cái proposal, cái sự đề xuất của college, là người đồng nghiệp đó. Rồi, vậy bây giờ để biết được nó ý là gì thì chúng ta phải tìm tin nhắn lúc 4:50, phải không? Và tìm câu là there's just one thing. Rồi bây giờ chúng ta dò nha. Tin nhắn lúc 4:50. Đây nè em. Rồi, và tìm câu there's just one thing. Đây, nó ở dòng thứ hai, phải không em? There's just one thing. Rồi, để biết được cái câu là there's just one thing có ý là gì á, thì chúng ta phải đọc cái tin nhắn liền trước nữa ha em ha. Là tin nhắn lúc 4:49 phút á. Rồi chúng ta cùng đọc nha. Well, tôi cho rằng á, chúng ta có thể actively, chủ động browse, là tìm kiếm thêm profiles, là những cái hồ sơ trên cái website employment, website tuyển dụng việc làm, và directly liên hệ trực tiếp ha, contact là liên hệ, directly là trực tiếp, liên hệ trực tiếp với cái người mà người đó đáp ứng được những cái criteria, những cái tiêu chuẩn của chúng ta. Rồi, dịch tiếp nào. Tin nhắn lúc 4:50, bà Page mới nói là I like the idea.
Tôi thích cái ý tưởng đó. Tôi thích cái ý tưởng mà mình reach out to, có nghĩa là mình sẽ liên hệ, mình sẽ liên hệ với một cái candidates, với những cái candidates, với những cái người ứng cử viên specific là cụ thể đó. Tôi rất là thích cái ý tưởng mà chúng ta sẽ liên hệ trực tiếp với những cái ứng cử viên cụ thể, who, người mà chúng ta sẽ want, muốn làm việc cho chúng ta. There's just one thing, nhưng chỉ có một điều thôi. I think, tôi nghĩ rằng á, corresponding, cái việc mà tương tác qua lại, đem back and forth, tương tác qua lại với mỗi người trong số họ đó, thì sẽ take a lot of time, tốn rất là nhiều thời gian. Vậy theo em, there is just one thing có nghĩa là gì? Em nhìn lại nè, câu 174. She believes, bà ta tin rằng chỉ có một cách để mà giải quyết với cái sự thiếu hụt nhân viên, có phải không em? Không phải ha. Thế đáp án là câu gì? Đáp án là câu D đó em ha, câu D nè. Bà ta không hoàn toàn đồng ý với cái sự đề xuất của người đồng nghiệp. Bà ta không hoàn toàn đồng ý ha. Bây giờ em nhìn lại nè, dịch lại cái này một lần nữa nè. Nè, tôi thích cái ý tưởng reaching out to, liên hệ trực tiếp với những cái ứng cử viên cụ thể mà chúng ta muốn họ làm việc cho chúng ta. There's just one thing, nhưng chỉ có một điều thôi. Tôi nghĩ rằng cái việc mà tương tác qua lại với một trong số họ đó thì tốn nhiều thời gian. Có nghĩa là thích thì thích đó, nhưng mà có một điều là cảm thấy là chưa có ổn. Vậy thì đáp án chắc chắn là câu D em ha, là bà ta không hoàn toàn đồng ý với cái sự đề xuất của cái người đồng nghiệp, được không nào? Câu 175. What does Mr. Walker, ông Walker đó, ask, yêu cầu bà Page làm điều gì, phải không nào? Vậy thì từ khóa chính là Mr. Walker và bà Page. Vậy một lát em sẽ dò lên cái đoạn tin nhắn á, xem chỗ nào có sự tương tác qua lại liên tục giữa Walker và bà Page, thì đó chính là cái chỗ mà chúng ta cần dò hay em ha. Trước khi giờ chúng ta đọc bộ án trước nha. Câu A, organize là tổ chức nè, một cái meeting, cuộc họp với ông Garnier, phải không nào? Câu B, compile có nghĩa là soạn thảo ha, compile soạn ra một cái danh sách của những cái người để mà mời. Rồi câu C, register, đăng ký công ty cho một cái sự kiện recruitment, tuyển dụng ha. Rồi câu D, cho candidates là ứng cử viên á, một cái tour ở cái nơi làm việc, có nghĩa là dẫn những cái ứng cử viên đi tham quan nơi làm việc đó ha. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm cái tin nhắn nào mà có sự tương tác qua lại liên tiếp giữa ông Walker và bà Page nha. Rồi bây giờ em xem từ đầu luôn, chỗ nào thì ông Walker và bà Page nói chuyện liên tiếp với nhau. 45, 46 không có này, 47, 49 không có, 49, 50 không có. Đây, Walker và bà Page nói chuyện liên tiếp với nhau, tin nhắn lúc 4:51 và 4:52 nè em. Rồi bây giờ mình đọc thử xem có không nha. Now, what do you propose then? Vậy thì bạn đề xuất như thế nào? Có nghĩa là em nhớ cái ngữ cảnh hồi nãy không? 4:50 á, là bà ta không hoàn toàn đồng ý á, vì nó có một cái vấn đề xảy ra là tốn nhiều thời gian để mà tương tác qua lại đó. Thì ông Walker mới hỏi bà Page là bà sẽ đề xuất như thế nào ha. Thì bà Page mới nói là chúng ta có thể tổ chức một cái open house. Mình không biết open house là gì thì mình cứ để đó ha. Chúng ta sẽ tổ chức một cái open house, hoặc là ở đây tại trụ sở chính, hoặc là ở cái chi nhánh Peloton, và chỉ mời những người mà chúng ta muốn hire, tuyển dụng họ ha. Họ sẽ có được cái chance, cơ hội để mà see, tham quan xem office, những cái văn phòng của chúng ta, gặp gỡ nhân viên của chúng ta và learn about, biết được về một số cái projects, dự án mà chúng ta đang thực hiện. Rồi, vậy thì vẫn chưa có yêu cầu ông Walker yêu cầu bà Page làm gì hết, phải không em? Thì chúng ta dò chỗ khác ha. Chỗ nào thì Walker nói chuyện với bà Page nữa. Tin nhắn lúc 4:55 và 4:57, phải không em? Walker này và bà Page nè, nói chuyện liên tiếp với nhau. Chúng ta dịch đoạn này nha. Đây, I like it too, tôi cũng thích nó đó. Rồi, Alice and Luke, tôi muốn bạn. Vậy thì em xem Alice và ai đây? Alice chính là Alice Page nè em. Ok, Alice and Luke, tôi muốn bạn á, là start, bắt đầu làm một cái danh sách tên. Sẽ làm một cái danh sách mà có những cái tên ha.
Rồi, chúng ta sẽ cùng tiến hành organizing, tổ chức một cái open house. Một khi mà nó được hoàn tất, là một khi mà cái danh sách được hoàn tất á, vậy có nghĩa là ông Walker muốn Alice Page, bà Page nè, và Luke á, cùng making a list of names, tạo ra một cái danh sách tên ha. Và bây giờ em xem chỗ nào nói về tạo danh sách tên, câu A tổ chức cuộc gặp gỡ với Garnier, không phải nè. Câu B soạn thảo một cái danh sách những người được mời. Đây nè, em có danh sách nè, phải không? Câu C là gì? Đăng ký công ty cho một cái sự kiện tuyển dụng. Không có đăng ký gì cả. Còn câu D là dẫn candidates đi tham quan. Không có yêu cầu dẫn ha, mà kêu yêu cầu là phải soạn thảo danh sách tên. Vì đáp án chắc chắn là câu B, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta cùng dịch lại bài này và hệ thống lại những từ quan trọng nha em nhé. Rồi đầu tiên là tin nhắn của ông Walker lúc 4:45. Ravenco thì đang phát triển faster, nhanh hơn là chúng ta có thể imagine, tưởng tượng. Và although, mặc dù chúng ta nhận được những cái resume chính là sơ yếu lý lịch hay là hồ sơ hay ha, sơ yếu lý lịch hay là hồ sơ, chúng ta nhận được những cái sơ yếu lý lịch, hồ sơ all the time, mọi lúc luôn. Nhưng mà the majority có nghĩa là phần lớn, majority phần lớn, nhưng mà phần lớn applicants là những người nộp đơn. Mình có động từ của nó là động từ apply ha. Apply là nộp đơn xin việc. Nhưng mà applicants là cái người nộp đơn hay là người ứng tuyển ha. Phần lớn những người nộp đơn, những người ứng tuyển á, thì do not, không có seem, dường như appropriate, phù hợp for our needs, với nhu cầu của chúng ta. Có nghĩa là những phần lớn những người nộp đơn á, thì không dường như phù hợp, có nghĩa là dường như không có phù hợp với nhu cầu, với yêu cầu của chúng ta ha. Appropriate, phù hợp, thích hợp. Rồi, Gibson tin nhắn lúc 4:46 nói rằng I agree, tôi đồng ý. We need to focus on, chúng ta cần focus on, có nghĩa là chú trọng vào cái gì đó ha. Focus sẽ đi với on, chú trọng vào cái gì đó, focus on. Chúng ta cần chú trọng vào recruit là tuyển dụng ha. Recruit, tuyển dụng. Chúng ta cần chú trọng vào việc tuyển dụng những cái talented people. People là người nè, talented là có tài. Talented people là những người có tài. Who already, những người mà đã có kinh nghiệm sẵn rồi ha. Have experience, đã có kinh nghiệm rồi. We've participate in, mình có từ participate là gì em nhớ không? Tham gia vào ha. Chúng ta đã tham gia vào job fairs, là hội chợ việc làm đó. Mình có từ fairs là hội chợ, còn job là việc làm ha. Job fairs, hội chợ việc làm. Rồi, in the past, trong quá khứ. But the problem is, nhưng cái vấn đề đó là most people, hầu hết những người tại those sorts of events. Mình có từ sorts là loại ha. Những người tại cái loại events, sự kiện như vậy đó, những cái loại sự kiện đó đó, loại ha, sorts. Thì recent là recent graduates. Mình có từ graduates có nghĩa là những cái người tốt nghiệp ha, sinh viên tốt nghiệp. Còn recent là gần đây, có nghĩa là hầu hết những cái người mà ở cái loại sự kiện đó là những người mới tốt nghiệp thôi ha, mới vừa tốt nghiệp, graduates, recent graduates. Rồi cái ông Walker tin nhắn lúc 4:47 nói rằng to attract là để thu hút ha, attract là thu hút, để thu hút potential candidates. Mình có từ candidates có nghĩa là ứng cử viên ha, ứng cử viên. Còn potential là tiềm năng, là tính từ ha. Rồi, để thu hút những cái ứng cử viên tiềm năng, potential. Từ này vừa là tính từ vừa là danh từ. Thì chúng ta cần get the word out. Mình có từ get có nghĩa là có nè. Word là từ ngữ nè. Out là ra bên ngoài. Có cái từ ngữ ra bên ngoài có nghĩa là cho mọi người biết ha, cho người khác biết, cho mọi người biết cái điều gì đó ha. Chúng ta cần get the word out, cho mọi người biết rằng chúng ta đang hire, là tuyển dụng. Hiring là verb in của động từ này, hire. Hire có nghĩa là thuê, mướn ha. Tuyển dụng có nghĩa là chúng ta nên cho, cần cho mọi người biết rằng là chúng ta đang thuê nhân viên, đang tuyển dụng nhân viên. Và offer, cung cấp một cái competitive compensation package. Mình có package là gói nè, một cái gói ha. Compensation có nghĩa là bồi thường đó. Competitive là có tính cạnh tranh. Vậy thì compensation package, cái gói bồi thường ở đây mình dịch là lương bổng hay là đãi ngộ ha, chế độ lương bổng, đãi ngộ. Compensation package là chế độ lương bổng hay là đãi ngộ ha. Competitive
có nghĩa là có tính cạnh tranh á, là cạnh tranh với những cái chỗ khác, có thể là chế độ tốt, chế độ cao ha, cho nên người ta gọi là có tính cạnh tranh, competitive. Rồi, does anyone have any ideas? Có bất kỳ ai thì có ý kiến gì không? Phải không nào? Rồi, tại tin nhắn lúc 4 giờ 49 phút á, thì Garnier mới nói rằng, well, I suppose, mình có từ suppose có nghĩa là cho rằng hay là nghĩ rằng ha. Well, I suppose, tôi cho rằng, tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể actively là chủ động thế. Mình có từ active là chủ động, actively là trạng từ, một cách chủ động. Browse là tìm kiếm hay là truy tìm. Từ browse này á, nó sẽ bằng với từ search. Hoặc là look for, tìm kiếm hay là truy tìm ha em ha. Chúng ta có thể chủ động tìm kiếm những cái profiles. Profiles có nghĩa là tiểu sử hay là hồ sơ. Nếu mà em tham gia Facebook á, thì em sẽ thấy là profiles của một người chính là những cái tiểu sử, những cái thông tin của người đó ha. Thì những cái tiểu sử đó thì cũng có thể dịch là hồ sơ nữa. Chúng ta có thể một cách chủ động tìm kiếm những cái hồ sơ on employment websites. Mình có từ employment có nghĩa là việc làm ha, việc làm. Nó giống như là từ job vậy đó em, từ job ha, giống như job vậy đó, việc làm. Vậy thì employment websites là những cái web mà về cái việc làm ha, tuyển dụng việc làm. Và directly, mình có direct là trực tiếp ha, directly một cách trực tiếp, contact liên hệ với people, những người mà những người đó meet, đáp ứng được tất cả những cái criteria là tiêu chuẩn em ha. Và criteria là số nhiều của từ criterion là số ít ha, còn criteria là số nhiều, có nghĩa là tiêu chuẩn. Thì hôm nay cô dịch lại ha, những người mà những người đó meet và đáp ứng được tất cả những cái tiêu chuẩn của chúng ta. Được không nào? Rồi, Alice Page tin nhắn lúc 4:50 mới nói rằng I like the idea, tôi thích cái ý tưởng mà reaching out to. Rồi, ở đây mình có cái cụm là reach out to ha. Reach out to somebody. Reach out to somebody có nghĩa là mình try to communicate. Reach out to somebody nó sẽ bằng với try to communicate with somebody, có nghĩa là mình cố gắng để mà mình nói chuyện với ai, mình liên lạc với ai ha. Vậy câu này nói là gì? Tôi thích cái ý tưởng là mình sẽ cố gắng liên hệ với những cái candidates là ứng cử viên. Specific là cụ thể hay là rõ ràng ha, cụ thể. Cái này là dịch là cụ thể thêm. Liên lạc với những cái ứng cử viên cụ thể, những người mà chúng ta want to, muốn họ làm việc cho chúng ta. There is just one thing, chỉ có một điều thôi là I think, tôi nghĩ rằng corresponding, mình có từ corresponding có nghĩa là trao đổi hay là tương tác ha, trao đổi hay là tương tác. Tôi nghĩ rằng cái việc trao đổi, cái việc tương tác back and forth là qua lại đó, tương tác qua lại, trao đổi qua lại ha, back and forth với mỗi người trong số họ đó thì sẽ take a lot of time, tốn rất nhiều thời gian. Rồi, ông Walker mới nói là vào lúc tin nhắn 4:51, what do you propose then? Rồi mình có từ propose có nghĩa là đề xuất ha. Vậy con này có nghĩa là bạn có đề xuất gì không? Rồi Alice Page vào lúc 4:52 mới nói rằng chúng ta có thể hold là tổ chức một cái open house. Open house là một cái ngày hoặc là một cái dịp tham quan tự do, thường nó dùng cho tham quan trường học hoặc là tham quan nhà máy công ty đó. Ví dụ như về lĩnh vực trường học thì thường trường học sẽ tổ chức một cái open house, một cái dịp tham quan tự do cho các phụ huynh để đến xem trường học, xem các trường học con mình học như thế nào, các thiết bị trong trường học có đầy đủ hay không ha. Còn đối với công ty thì họ sẽ cho nhân viên mới đi, những cái người mà dự định làm cho công ty đi tham quan tự do thì gọi là open house, được không nào? Ghi lại ha, chúng ta có thể tổ chức một cái open house, một cái dịp tham quan tự do, một cái ngày tham quan tự do. Either hoặc là ở here, ở đây, tại headquarters. Mình có từ headquarters là trụ sở chính, hoặc là tại cái branch là chi nhánh ha, Talenton. Hoặc và chỉ có invite, và chỉ invite mời những cái people, những người mà chúng ta interested in hiring, quan tâm cái việc thuê họ, có nghĩa là chúng ta muốn thuê, chúng ta muốn tuyển dụng họ thôi. Họ thì sẽ có a chance, cơ hội để mà see, xem ha, hay là tham quan office, xem, nhìn thấy được những cái văn phòng của chúng ta nè,
gặp gỡ staff, nhân viên và learn about, biết được về một vài cái projects, là cái dự án ha, dự án, một vài cái projects, dự án mà chúng ta đang working on, là đang thực hiện. Gibson mới nói rằng that sounds like a really good idea. Nghe có vẻ giống, nó nghe có vẻ như là một cái ý tưởng rất là hay. It would help, nó sẽ giúp cho cái screening process. Mình có process là quá trình, còn screening là tuyển chọn hay là sàng lọc đó. Cho nên cái từ screening process có nghĩa là quá trình tuyển chọn hay là quá trình sàng lọc ha. Nó sẽ giúp rất rất nhiều cho quá trình tuyển chọn. Rồi, those, những ai mà respond to. Mình có từ respond đi với từ to có nghĩa là phản hồi ha. Những ai mà họ phản hồi lại cái invitation, là cái lời mời, cái thiệp mời đó của chúng ta đó. Và come, và đến đó, thì sẽ show us, cho chúng ta thấy rằng họ interested, họ quan tâm. Genuinely, mình có từ là genuinely có nghĩa là thành thật, chân thật ha. Vậy thì là genuinely interested có nghĩa là thật lòng quan tâm, thật sự quan tâm, đúng không nào? Genuinely, thành thật, chân thật. Rồi, Walker tin nhắn lúc 4:55 mới nói rằng I like it too, tôi cũng rất là thích ý tưởng này ha. Alice and Luke, à, tôi muốn you, hai bạn đó, là start, bắt đầu make a list, lập danh sách của những cái names, những cái tên, à, những cái tên mà những người mà mình dự định mời đó. Và chúng ta sẽ work on organization, à, sẽ bắt đầu organizing, bắt đầu organizing, bắt đầu tổ chức một cái open house, một cái ngày tham quan tự do. Once, một khi mà that's done, cái điều đó nó xong, có nghĩa là cái việc lập danh sách nó xong á, thì chúng ta sẽ bắt đầu vào việc tổ chức cái open house ha. Rồi, Alice Page mới nói là great, tuyệt vời. I will get started, tôi sẽ bắt đầu right away, ngay lập tức. Rồi, ở phía dưới câu hỏi thì chúng ta có một số từ cũng rất là quan trọng. Câu 172, câu A mình có từ department nè. Department có nghĩa là phòng ban ha, bộ phận, phòng ban. Ở trong công ty thì dịch từ bộ phận hay là phòng ban. Câu A nó là cái bộ phận, phòng ban đó thì đang chuẩn bị để mà đào tạo nhân viên mới. Rồi, câu C thì mình có từ qualified personnel. Personnel là nhân sự ha, còn qualified là có trình độ. Vậy qualified personnel là nhân sự có trình độ, là nhân sự giỏi ha. Rồi, 173 thì câu D mình có từ location. Location có nghĩa là cái vị trí ha, địa điểm, vị trí, địa điểm ha. Câu D nó nói là nó có nhiều hơn một vị trí, địa điểm văn phòng. 174 câu A mình có từ deal with. Deal with có nghĩa là xử lý hay là giải quyết ha. Xử lý, giải quyết. Câu A có nghĩa là cô ta tin rằng chỉ có một cách, only, duy nhất để mà xử lý, giải quyết cái việc thiếu hụt applicants, những người ứng tuyển. Rồi, câu C thì mình có từ fulfill. Fulfill có nghĩa là đáp ứng hay là hoàn tất ha. Fulfill, đáp ứng hay là hoàn tất ha. Câu C nó nói là tôi nghĩ rằng những cái candidates, những cái ứng cử viên thì nên phải đáp ứng được cái condition, cái điều kiện certain là nào đó ha. Câu D mình có từ proposer. Proposal là danh từ của cái động từ propose lúc nãy chúng ta gặp đó, propose. Propose, động từ có nghĩa là đề xuất, còn proposal là sự đề xuất ha. Vậy câu đi có nghĩa là cô ta không hoàn toàn đồng ý với một cái sự đề xuất của college, là đồng nghiệp, đồng nghiệp. 175 câu B mình có từ compile. Compile là có nghĩa là soạn ra cái gì đó ha. Ví dụ như câu B là soạn ra một cái danh sách của những cái người để mà mời ha. Compile, soạn ra cái gì đó ha. Câu C, register là đăng ký. Register, đăng ký. Câu C có nghĩa là đăng ký công ty một cái, cho một cái sự kiện tuyển dụng ha. Recruitment là danh từ của động từ recruit hồi nãy chúng ta có gặp. Đây là danh từ, còn động từ là từ recruit, là tuyển dụng, là verb ha.